chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Kính thưa quý vị khán giả, tuổi vị thành niên trong giai đoạn này không hẳn còn là con nít nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để làm người lớn. Cậu con trai, cô con gái bình thường rất là dễ thương, ngoan ngoãn của một gia đình bỗng nhiên trở chứng thay đổi phong cách lẫn ngoại hình. Từ một người bạn nhỏ thân thiết nhất của ba mẹ thì bây giờ cô cậu ấy lại đối nghịch ngay chính trong gia đình của mình. Phải làm sao đây thưa quý vị? Cặp bao, cặp bao, cặp bao. Hai đứng trước cửa nhà tôi đây, con muốn gì hả? Muốn làm gì đây? Con chào bác, con tìm nhà của em Quân. Đúng là nhà Quân, Quân cháu tôi á, mà con là ai vậy? Dạ, con là giáo viên chủ nhiệm của em Quân. Con muốn tới đây để gặp ba mẹ của em Quân. Ủa, giáo viên chủ nhiệm hả? Trời ơi, nãy giờ con đứng con bịt mặt, con nhìn như tôi đâu có biết là ai đâu. Lên, vô nhà. Tôi ông nội của ông Quân. Đi. Cô kiếm ông Quân có chuyện gì không? Mà tại vì ba má nó đi rồi, giờ kêu tôi lên đây giữ nhà giùm tụi nó nè. Dạ, con muốn tìm ba mẹ của em Quân để bàn một số việc ở trường á. Ở trường hả? Dạ. Chà chà, vô đây. À, tôi vô đây, tôi lấy nước, tôi mời cô rồi vì tôi với cô nói chuyện. Hey. À. Hey. Hey. Mày nãy mệt không? Hey, trời ơi, nhảy mệt quá bồ ơi. Thấy tóc tôi bữa nay sao? Cái tóc phèn quá bồ ơi. Bây giờ ai mà chơi ba cái màu mà chìm vậy được? Bây giờ làm thú sao? Gì? Như tôi nè, phải móc like vô. Màu này màu kia vô nó mới chất chứ bộ. Chút xíu nữa, tôi vô tôi lấy tiền của má tôi, ra ngoài chợ mua thuốc nhuộm. Đi móc hết cái đầu cho tôi nha. Bây giờ ní cứ mua về đây không? Tóc để cho tôi làm. Bữa nay ní mà mặc áo này đi chơi tôi nhục luôn. Mặc cái áo gì đâu có cái hình xấu quá à. Không có ấn tượng. Bây giờ ní sáng tạo ní giúp tôi rồi. Ấn tượng là phải phá cách. Phá cách là để tôi. Bây giờ ní làm cái gì vậy? Từ từ, cắt cái áo nó mới ấn tượng hiểu không? Cắt luôn hả? Áo phải rách nó mới chất. Tin tôi không? Tôi tin ní luôn á. Tin tôi để tôi làm. Hả? Trời. Trời ơi, ấn tượng chưa? Chết mày trời. Chắc không? Trời ơi, lòi mỡ luôn nè. Đúng rồi. Cái này lòi cái gúng gió nó thổi vô đau cái bụng. Dân chơi là không sợ mưa rơi nha. Ok. Ủa bữa nay chơi bóng tay xuất kìa. Bữa trước chơi răng cưa là bị mệt phụ huynh rồi đó nha. Thì răng cưa mời. Tôi không làm răng cưa nữa. Bữa nay làm răng cá sấu nè thấy không? Chiều nay tôi làm bộ móng tay ông nỉ luôn. Chơi luôn. Trời đất. Tôi nói thiệt với cô là tôi không tin đó là tôi nói là như vậy. Mà là trời ơi, ai đây? Mấy người lại bước vô nhà tôi vậy? Con là thằng Quân cháu đích tôn của ông nội nè. Ông nội. Nói vừa nói nó là cháu đích tôn. Mày đi qua kia. Trời ơi. Trời đất ơi, tức quá. Ơi, thằng này thằng nào đây? Quay bạn Quân á. Hai đứa bay mặc đồ kiểu gì vậy? Lúc nào cũng vậy đó bác. Chỉ có đi học là thay bộ đồ bình thường thôi. Còn lại là tóc tai, móng tay như vậy đó. Ông nội không nghĩ là tụi con như vậy luôn á. Cô nói với nội á là cô có viết giấy mời phụ huynh. Tại sao không mời? Hả? Cái này tụi bay giấu giấy mời đúng không? Nội. Nội bình tĩnh đi. Giấy mời con có gửi cho ba mẹ mà. Vậy sao ba má mày không đi? Ba má có chịu đọc đâu mà đi. Nói cho rõ ràng cho nội nghe nha. Nội tụi con thích đeo mấy cái này lắm hả? Con đâu có thích đâu. Dạ không thích thì đổi là cái gì? Con phải cố tình con làm như vậy đó nội. Đi cho cô giáo tới đây nè. Cô giáo mắng vô ba mẹ con. Đi cho ba mẹ con quan tâm con một chút. Không có bao giờ ba mẹ con quan tâm con hết á. Cứ đi làm hoài à. Trời ơi. Nó có gì con nói với nội. Nó tại sao mới làm vậy rồi bắt trước nữa nè. Con coi nè. Ông ơi ông. Trời cái này là nó bài con á. Con chỉ dựa trên cái nền tảng của nó rồi con phát huy lên thôi. Rồi con nè. Con là bạn của nó. Có gì con phải khuyên nó chứ. Đằng này con lại làm theo nó. Còn phát triển hơn nữa là làm sao? Thì ba mẹ con cũng như ba mẹ nó đó. Cho nên con bắt chước nó luôn. Con quậy luôn. Tụi con đang còn tuổi ăn học mà. Đâu có làm vậy được. Bây giờ cô hiểu được hoàn cảnh của tụi con như thế nào rồi. Cô hứa cô sẽ giúp tụi con. Mai mốt không có làm vậy nữa nha chưa? Nói đấy không? Cô giáo cô quan tâm con hơn ba mẹ con nữa. Nói chuyện với ba má không được á. Thì gọi điện thoại về cho nội một tiếng. Có gì là nội giải quyết. Ở đâu ra là làm cái chuyện này không biết nữa. Nội lớn tuổi rồi không sợ gọi về cho nội rồi mất công nội buồn nữa. Mày cứ yên tâm. Mấy cái chuyện nội giải quyết hết. Để chuyện xảy ra hàng vậy với lại cũng phiền cô cũng lỗi một phần của tôi. Thôi tôi hứa với cô giáo. Cái chuyện của ông Quân đây tôi sẽ giải quyết triệt để. Cô sẵn giờ cô qua nhà con đi cô. Nói với ba mẹ con á. Chứ con hả buồn lắm luôn.
Quân nó còn có ông nội kìa. Cô mà không qua nhà con hả, cô giữ yên cái giao diện này luôn. Cô hứa cô đi, cô hứa nha. Vậy bây giờ cô qua nhà con liền đi cô. Xíu nữa ba mẹ con về rồi đó. Cô qua bển đó cô phụ con á, dọn dẹp nhà cửa đón ba mẹ con về nha. Dạ con thưa bác con đi. Dạ đi 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 cô, đi cô. Có chuyện ba má con á, nội xử lý cho. Con á coi coi vô thai bộ đồ đi, trở lại cháu nội bình thường cho nồng nội cái là được nha. Dạ con hứa với nội là con không có vậy nữa đâu. Ừ. Alo. Mày với con vợ mày á, coi thu xếp công việc, về đây gặp tao gấp. Tuổi dậy thì là thời điểm trẻ tìm hiểu bản sắc cá nhân, do đó, việc con đi lạc hướng là điều khó tránh khỏi. Thay vì đánh mắng hay chỉ trích con một cách nặng nề, cha mẹ cần thật sự bao dung, quan tâm để cùng con vượt qua. Đứng trước sự ồn ào giận dữ của lứa tuổi ẩm ương, phụ huynh cần kiềm chế cơn nóng giận. Đợi đến khi không khí lắng dịu, phụ huynh nên nói chuyện với con trên nguyên tắc tôn trọng, đồng cảm. Đặc biệt, ở lứa tuổi dậy thì, cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm đến sự thay đổi tâm sinh lý của con. Vì đây là giai đoạn con trẻ cần có sự hướng dẫn, chia sẻ, đồng hành của cha mẹ để không cảm thấy cô đơn lạc lõng, dễ dẫn đến việc nổi loạn để gây sự chú ý.